Đúng mùng 1 Tết, bốn con giáp bỗng trúng số cực đậm, đổi đời bất ngờ, khổ mấy cũng giàu to. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã bước sang năm 2024 năm Giáp Thìn, rũ bỏ những vận xui của năm 2023 năm Quý Mão trước đó, để đón nhận một cái năm mới hoàn toàn hạnh phúc, viên mãn và giàu có hơn, đón chờ những cái cơ hội thăng tiến trong tương lai. Những con giáp này có thể mở tiệc ăn mừng ngay từ bây giờ, bởi chỉ cần bước sang 0 giờ 0 phút ngày mùng 1 Tết năm 2024 thì cuộc sống của các bạn sẽ bước sang một cái trang hoàn toàn mới. Đêm giao thừa, pháo hoa nổ vang trời, cuộc sống của những con giáp này cũng sẽ nở hoa theo. Vận may thì nó cũng ùn ùn kéo đến. Thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là cái thời điểm vạn vật chuyển mình, vận đổi sao rời. Nên cuộc sống của những con giáp này cũng cứ thế mà thăng hoa, may mắn thì ngập tràn, niềm vui thì nó ập tới. Trong ngày mùng 1 Tết, những con giáp dưới đây sẽ cực kỳ may mắn, người thì gặp được quý nhân, kẻ thì gặp được thần tài. Cái vận trình sự nghiệp của những con giáp này sẽ dần dần khởi sắc trong cái năm mới, sự nghiệp thì cũng sẽ ổn định hơn, kinh tế thì cũng được cải thiện so với cái thời gian trước đó. Họ sẽ xác định được cái mục tiêu của bản mệnh và nỗ lực đạt được các kết quả khả quan. Về mặt tình cảm thì những người có đôi có cặp ngày càng hạnh phúc, người độc thân thì có cơ hội gặp được nửa kia phù hợp để tiến đến cái hôn nhân, hạnh phúc viên mãn, tài lộc thì dồi dào trong cái ngày mùng 1 Tết năm 2024. Vậy thì đâu là những con giáp may mắn nhất trong cái chương trình ngày hôm nay? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta biết cái ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 ấy, nó là ngày Giáp Thìn, đúng không ạ? Và con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày đầu năm mới mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, trong cái ngày mùng 1 Tết thì những người tuổi Dậu được cục diện là Thìn Dậu là nhị hợp. Trong cái ngày Giáp Thìn, ngày mùng 1 Tết này thì những người tuổi Dậu đón nhận những cái điều tốt đẹp nhất do cục diện nhị hợp nó mang lại. Quý nhân xuất hiện có thể giới thiệu cho các bạn những cái cơ hội đáng quý khiến cho nhiều người phải ghen tị đỏ mắt. Trong tập thể các bạn sẽ nhận được cái sự yêu mến của nhiều người bởi cái do cái tính cởi mở, không so đo thiệt hơn của những người tuổi Dậu. Vậy nên khi gặp phải khó khăn, khi gặp phải trắc trở thì quý vị cũng đừng ngần ngại nhờ cái sự trợ giúp, giúp đỡ của những người xung quanh. Các bạn không cần phải cố gắng giải quyết tất cả mọi chuyện một mình. Khi có người khác giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, trong cái ngày mùng 1 Tết này, cái việc kiếm tiền của những người tuổi Dậu nó cũng trở nên thuận lợi hơn. Xong, các bạn cũng cần phải chú ý đến cái việc gì chi tiêu của mình. Các bạn chớ nên dành quá nhiều cái tiền cho cái việc mua sắm buôn bán, sắm sửa hoặc là trưng diện bản thân. Bên cạnh đó, cục diện thổ kim tương sinh sẽ giúp cho bạn và người ấy có nhiều cái quan điểm sống trùng hợp nhau. Nhờ vậy mà cái mối quan hệ trong cái ngày mùng 1 Tết này nó cũng trở nên vô cùng là khăng khít. Nếu mà quan hệ đôi bên đã chín mùi rồi thì hai người có thể tính đến cái chuyện về chung một nhà, xây dựng cái mái ấm trong cái thời gian tới. Thêm nữa, về phần sức khỏe của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng duy trì được khá là tốt. Đấy, tinh thần lạc quan tích cực sẽ giúp cho những người tuổi Dậu giảm bớt nhiều cái điều phải lo nghĩ, phải trăn trở và luôn sẵn sàng bắt tay vào cái công việc, vào những cái nhiệm vụ được giao. Để có một cơ thể khỏe mạnh trong thời gian này thì quý vị cũng phải năng động hơn nữa. Gia chủ có thể là tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao. Trong quá trình tham gia vào các hoạt động này, gia chủ còn có thể là gì, có thêm nhiều cái cơ hội để mở rộng cái mối quan hệ, đem lại cái lợi ích cho công việc, sự nghiệp cũng như là tình duyên trong cái thời gian tới. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những cái thị phi, những cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Dậu. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên những người tuổi Dậu hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là những người tuổi Dậu, con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày mùng 1 Tết. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày mùng 1 Tết mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Quý vị thân mến, những người tuổi Thân trong cái ngày mùng 1 Tết thì được cục diện là Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Đó. Cái cục diện cát lành trong cái ngày hôm nay nó cho thấy là những cái cơ hội phát triển sẽ tiến đến với những người tuổi Thân.
Dù hiện tại, những người tuổi Thân đang theo đuổi cái lĩnh vực nào đi chăng nữa hay là ở bất kỳ cái vị trí nào thì các bạn cũng đều có thể may mắn đạt được những cái mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, cái cục diện tam hợp nó hỗ trợ rất nhiều cho cái sự nghiệp của những người tuổi Thân trong thời gian này. Bản mệnh được tạo điều kiện, tạo thêm nhiều cái điều kiện thuận lợi, nhìn ra được cái cơ hội thăng tiến và những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người tuổi Thân, khiến cho những người tuổi Thân có tinh thần làm việc hăng say hơn, đưa ra được nhiều cái ý tưởng và những cái giải pháp hữu ích. Cái tài năng và cái địa vị của những người tuổi Thân trong cái thời gian này thì cũng ngày được củng cố. Thêm nữa, trong cái ngày mùng 1 Tết thì những người tuổi Thân sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Quý nhân thì có thể là những người bạn đấy sẽ gì giúp cho các bạn thoải mái hơn, phát triển cái tài năng và cái thực lực của mình, không bao giờ phải lo đơn độc trên cái hành trình trước mắt. Bên cạnh đó, công việc của những người tuổi Thân cũng tiến triển thuận lợi, nên là tài vận cũng theo đó mà được khởi sắc hơn. Các mối quan hệ trong thời gian này cũng rất là hài hòa. Những người tuổi Thân cũng gì có thêm nhiều cái cơ hội để hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời điểm, đúng người, nên là tiền tài thì nó có nảy nở liên tục. Nếu có ý định mở rộng cái công việc thì quý vị cũng nên tiến hành ngay trong cái thời điểm này, thì cái tỷ lệ thành công cũng khá là cao. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Thân trong cái ngày mùng 1 Tết này thì cũng có dấu hiệu được khởi sắc. Cái cục diện bán tam hợp nó cũng sẽ gì giúp cho nhân duyên nó tìm tới. Những người độc thân thì có thêm nhiều lựa chọn. Tuy có thêm nhiều lựa chọn ấy, nhưng mà cũng có thể là gì khiến các bạn phải đau đầu vì lắm mối tối nằm không. Các cặp đôi thì đang trong cái tình yêu viên mãn mặn nồng, vợ chồng thì đón nhiều tin vui về con cái trong thời gian tới. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ 2 trong cái ngày mùng 1 Tết. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 3 trong ngày mùng 1 Tết mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những người tuổi Tý. Quý vị thân mến, trong cái ngày mùng 1 Tết thì cho thấy những người tuổi Tý được cục diện tam hợp là Thân, Tý, Thìn nó tương trợ, nó giúp đỡ, nó nâng đỡ, nên là những người tuổi Tý không phải lo lắng đối diện với những cái thử thách. Lúc nào xung quanh các bạn cũng có người sẵn sàng giúp đỡ để các bạn vượt qua được những khó khăn một cách là vô cùng là thuận lợi. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì các bạn cũng sẽ được giới thiệu cho những cái mối làm ăn đầy triển vọng. Dù trong ngày hôm nay đồng tiền nó chảy vào túi chưa quá nhiều, nhưng tương lai hứa hẹn những người tuổi Tý trong năm mới sẽ khẳng định được cái vị thế của mình, tiền tài thì nhiều vô kể. Nói chung ấy, trong cái ngày hôm nay, cái phương diện tài lộc của những người tuổi Tý cũng có những cái bước tiến triển đáng kể nhờ được cục diện tam hợp Thân, Tý, Thìn nó trợ mệnh, nó nâng đỡ. Đây cũng là cái thời điểm rất thích hợp để bản mệnh mở rộng cái mối quan hệ xã giao, làm thân với những khách hàng, những đối tác chiến lược, triển vọng trong tương lai. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Tý cũng có nhiều cái chuyển biến tích cực đáng kể. Đặc biệt là với những người làm lãnh đạo ấy, thì các bạn sẽ thu hút được cái sự chú ý của nhiều người, nên là cũng sẽ nhận được nhiều tin vui trong cái chuyện tình cảm. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc của mình và tăng cường cái vận trình nhân duyên cũng như là cái tài lộc, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong cái ngày mùng 1 Tết không ai khác, đó chính là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, bước sang năm mới, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, năm Giáp Thìn, thì những người tuổi Dần được cục diện tam hội là Dần, Mão, Thìn nó tương trợ, nó trợ lực, nó giúp đỡ trong cái la số tử vi ngày hôm nay. Vậy nên những người tuổi Dần sẽ đón một cái ngày mới tươi vui, có nhiều cái thông tin tốt lành. Con giáp này sẽ đạt được những cái bước tiến triển tốt nhờ có sự quyết tâm và cái sự dứt khoát khi mà lựa chọn hướng đến cái mục tiêu của mình. Quý vị hãy nỗ lực nhiều hơn nữa để đi đến cái thành công một cách sớm hơn. Và trong ngày hôm nay cũng là một cái ngày mà các bạn gặp nhiều cái may mắn ở trên phương diện tài lộc. Nhờ được quý nhân che chở giúp đỡ
Nên là cái thu nhập của những người tuổi Dần trong ngày hôm nay cũng được ổn định hơn, không phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện tiền bạc. Nhân cái cơ hội tốt này thì các bạn nên tận dụng cái lợi thế sẵn có để tăng thêm cái thu nhập cho mình, cải thiện cái chất lượng cuộc sống trong tương lai. Bên cạnh đó, trong cái ngày mùng 1 tháng 1, những cái may mắn cũng sẽ đến với những người tuổi Dần. Một số người sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức, một số người sẽ có cơ hội được trúng số đổi đời, đấy, cầm một đống tiền ăn Tết giàu to. Bên cạnh đó, nhờ vào cục diện tam hội Dần Mão Thìn, nên là cái vận trình tình cảm của những người tuổi Dần trong ngày hôm nay cũng được thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh và đối phương chịu dành thời gian để thấu hiểu và lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Dù đôi lúc vẫn tồn tại những cái xung khắc, nhưng cái điều quan trọng nhất là đôi bên đều muốn vun đắp cho cái mối quan hệ này và dần dần hoàn thiện những cái khuyết điểm của nhau trong mắt của đối phương. Vì thế, cái cuộc sống của những người tuổi Dần cũng khá là viên mãn hạnh phúc trong cái ngày hôm nay. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, để gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng tam hợp bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Dần. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày mùng 1 Tết năm 2024 nó Giáp Thìn ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. À, quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 1 Tết thì những người tuổi Mão được cục diện Dần Mão Thìn là cái cục diện tam hội nó nâng đỡ, nó trợ vận. Vậy nên những người tuổi Mão có tư duy đột phá trong cái ngày hôm nay. Nhờ thế mà các vấn đề bế tắc lâu ngày cũng được nhanh chóng tìm ra cái hướng giải quyết. Các bạn có thể trở thành người đi tiên phong cho cả tập thể. Bên cạnh đó, với những người làm lãnh đạo thì các bạn cũng đưa ra được những quyết định đúng đắn, giúp cho cấp dưới cảm thấy là tràn trề cái niềm tin và cái động lực để nghĩ đến một cái tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn. Nói chung ấy, các bạn cần phải tiếp tục phát huy cái điểm mạnh của mình để có thể tiếp tục cố gắng cống hiến cho cái tập thể của mình nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, trong thời gian này gặp cục diện là Thìn Thổ nó khắc, bị Mão Mộc nó khắc. Vậy nên là trong thời gian này cho thấy là cái chuyện tình cảm có vẻ hơi bất ổn một chút. Các bạn thường xuyên ra lệnh cho nửa kia mà không quan tâm đến cái suy nghĩ của đối phương. Nếu mà cứ tiếp tục thế này thì cái quan hệ đôi bên sẽ rất dễ mất cân bằng và cả hai cũng đều cảm thấy mệt mỏi. Mùng 1 Tết thì có gì xui xẻo thì quý vị hãy bỏ qua. Hãy cùng nhau sánh vai nhau đi chơi Tết và tận hưởng cái mùa xuân ấm áp, tận hưởng cái ngày đầu tiên của năm mới. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 5 trong cái ngày mùng 1 Tết. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày mùng 1 Tết mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn ngay sau đây, không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 1 Tết thì những người tuổi Hợi được cái thiên ấn nó nâng đỡ, nó trợ giúp. Vậy nên những người tuổi Hợi sẽ được lòng cấp trên nên được giao cho những cái trọng trách lớn lao. Thì đây cũng là cái thời điểm mà các bạn cần phải cố gắng hết sức để khẳng định cái vị thế của bản thân. Một số người thì không nên quá dễ dàng bằng lòng với những cái kết quả thực tại. Bởi nếu các bạn dậm chân tại chỗ thì người khác sẽ tìm thấy cái cơ hội để vượt qua các bạn. Các bạn cần không ngừng để tiến về phía trước nếu muốn là những người đi tiên phong. Và năm mới cũng đến rồi thì quý vị cũng hãy gì tận dụng cái cơ hội này để tìm kiếm thêm cái cơ hội, gia tăng thêm cái may mắn, kết nối được với những người bạn tốt để có thể là gì giúp đỡ cái vận trình của mình trong công việc sắp tới. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 6.
Thưa quý vị, như vậy là gì? Trong ngày mùng 1 Tết, chúng ta sẽ có 6 con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, tiền bạc thì dồi dào, không phải lo nghĩ trong cái năm 2024. Vậy, đó là những con giáp sau. 1 là những người tuổi Dậu, 2 tuổi Thân, 3 tuổi Tý, 4 tuổi Dần, 5 tuổi Mão và 6 là những người tuổi Hợi. Đây là con giáp may mắn được lộc trời cho, giàu sang phú quý trong cái ngày mùng 1 Tết năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhân cái dịp năm mới, Tử Thông cũng xin kính chúc quý vị và các bạn toàn gia được an khang, thịnh vượng, mạnh khỏe, giàu sang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.